Dạ em chào chị Hà. Ờ chào em. Dạ. Anh Tuấn Pháp Trẻ có đây không em? Dạ từ hôm qua đến hôm nay em không thấy anh Tuấn đến công ty đâu ạ. Dạ tình hình sức khỏe của sếp sao rồi hả chị? Bố chị cũng tạm ổn rồi. Chị cứ vào trong kia xem sao nhá. Dạ vâng ạ. Này, từ lần sau cô ấy đến ấy, cứ bảo là anh đang nghỉ phép nhá. Dạ vâng ạ. Chào con trai của bố. Ui bé cái nào. Ui nặng quá. Mặt bố bị sao thế ạ? Bố không sao. Ăn sáng chưa? Con ăn rồi ạ. Sáng nay mẹ cho ăn cái gì? Con vừa ăn bánh mì với sữa ạ. Giỏi quá. Con vào chuẩn bị sách vở mẹ đưa đến trường nhá. Vâng ạ. Ừ, nào nhanh nào. Ui chà. Sao thế hả anh? Không sao. Tối qua có tí va chạm với người nhà cô ấy. Anh không sang thì sợ em lo. Rồi mũi mà lo gì. Mặt thế này còn bảo là không sao. Chờ em một tí. Tôi cần gặp anh. Tài Tuấn Pháp Chế cũng là do anh mua chủ. Tôi tưởng cả đêm qua em phải bình tĩnh lại và gạch ra một đống câu hỏi liên quan về tôi chứ. Ví dụ như An Nhiên là sao? Gôn là như thế nào? Hóa ra em lại hỏi về Tài Tuấn. Tôi muốn biết mình đã bị đưa vào xiếc như thế nào. À, bố em tỉnh lại rồi. Ông ta biết Lan Hà về tay tôi chưa? Ông ta có biết trong đống giấy tờ mà hôm trước em ký là em đã tự tay giao hết tài sản tích cóp cả đời của ông ta cho tôi chưa? Là anh và anh ta đã lừa tôi ký đống giấy tờ đó. Chính anh ta nói giấy đó là chỉ để ủy quyền cho anh lên làm tổng giám đốc mà. Sao em lại quên nhanh thế nhỉ? Em nhớ lại đi. Chính tôi là người can ngăn cô. Trong cái khoảnh khắc mà cô tính kế, tôi bảo là từ từ, đợi bố cô khỏe lại rồi tính. Nhưng cô lại không nghe. Cô nóng lòng muốn tôi vào gánh vác đấy chứ. Cái này lỗi cho cô. Tôi vô tội. Thật. Đúng chưa? Câu chuyện bắt đầu từ khi nào? Sự thật. Tất cả. Sự thật. Có quá nhiều sự thật ở đây. Thôi được. Em muốn bắt đầu từ đâu? Chuyện gì?
từ tầng bé Gôn. Bé Gôn là con trai tôi. Đáng yêu không? Tức là anh và Nhiên qua lại với nhau từ lâu rồi à? Trước cả khi tôi quen em ở trạm cứu hộ Bình An cơ. Ngân Hà, thật ra thì tôi đã từng nói với em rồi. Có thể là em nghe không kỹ, cũng có thể là em không bận tâm, nhưng tôi đã gặp em từ buổi dự sinh nhật lần thứ 20 của em cơ. Hôm đó em thật sự như một công chúa, còn tôi và An Nhiên đóng vai kẻ hở. Thưa tất cả các bạn, nhưng không biết rằng ở lứa tuổi các bạn, những ai đã suy nghĩ đến cái hữu hạn của cuộc đời và cái vô hạn của tình yêu, và đã có mấy ai trong số các bạn tìm được câu trả lời cho chính mình? Nhưng còn tôi đã suy nghĩ mãi về điều này. Và cho tới một ngày giống như ngày hôm nay của 20 năm về trước, tôi đã tìm ra câu trả lời cho chính mình. Đó là khi con gái yêu quý của tôi ra đời. Đây là lần đầu tiên, và cũng là mãi mãi sau này, tôi đã cảm nhận đầy đủ về tình yêu và nhận thức sâu sắc về khái niệm vô hạn của nó. Con gái tôi là ngọc ngà, là châu báu, là cả vũ trụ mà tôi đang sống. Con cảm ơn bố ạ. Bố mong rằng con luôn luôn được bình an và hạnh phúc, và bố sẽ dành cả cuộc đời của mình cho mong ước này. Anh bị làm sao đấy? Lúc nãy em còn thấy ông ta bao tiền cho anh cơ mà. Số tiền đấy à, đủ cho chúng ta thuê nhà cả tháng đấy. Anh biết ông ta? Biết á? Anh biết người giàu như thế á? Biết rõ là đằng khác. Em vẫn luôn hỏi anh, tại sao anh vẫn luôn cố gắng ở lại Hà Nội, vẫn cứ nhất định phải vươn lên. Đó là vì ông ta. Ông ta là mục tiêu, là mục đích khiến anh không bao giờ phải chịu thua. Đó có phải là người đã ép chết bố anh, có đúng không? Thật không ngờ hôm nay lại gặp ông ta ở đây. Hay rồi, từ giờ anh sẽ luôn biết ông ta ở đâu. Rồi sau này, anh sẽ mạnh hơn ông ta, anh sẽ giàu hơn ông ta, và anh sẽ đòi ông ta cả vốn lẫn lãi. Ông ta không phải là không có điểm yếu. Điểm yếu của